Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số trong cái tháng 2 âm lịch là tháng Ất Mão, tháng 2 Nhuận Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, thì mỗi người chúng ta sinh ra đều có gì? 5 tháng ngày giờ sinh đúng không ạ? 5 này Tháng này Ngày Và giờ sinh thì mỗi cái năm tháng ngày giờ này thì nó sẽ được quản bởi gì bởi cái thiên can và địa chi thiên can và địa chi và sự tương tác giữa cái ngày giờ ấy và sự tương tác giữa năm tháng ngày giờ với cái gì với cái thời điểm mà chúng ta đang đang sống thì nó cũng tạo ra một trong những cái sự tương quan tương hỗ thì nó có thể là chính tài là thê tài là kiếp tài là thực thần là thực thương hoặc là gì là quý nhân là tam hợp hoặc là gì là lục sung lục hại vân vân đó ở trong cái bộ môn tử vi và bát tự ấy thì người ta để xét khi xét để về xét về lọc nhá xét về lọc của một ai đó à, xét về lọc thì người ta sẽ căn cứ vào hai thứ thứ nhất là gì khi xét về lọc này Đấy, thì người ta căn cứ vào hai thứ một là gì ba yếu tố đúng không thứ nhất là gì là một là lọc tồn này lộc tồn này lộc tồn hay còn gọi là thiên lộc ấy thứ hai là người ta dựa vào gì dựa vào cái thiên tài Thiên tài, thiên tài và thứ ba là người ta gọi là gì? Cái chính tài Chính tài Đấy, Thì cái chính tài này này Cái chính tài nó là cái tiền mà mang lại từ cái công việc làm chính của ta Ví dụ như một người làm uh, kinh doanh ở trên sàn chứng khoán này Đó, sàn chứng khoán Thì người ta kêu gọi đầu tư đúng không ạ? Thì người ta có nhận hai phần Một là gì? Lương cứng này Lương cứng này Thứ hai là gì? Lương doanh thu này Đó, thì hai cái này Lương cứng và lương doanh thu thì được gọi là gì? Là chính tài. Đấy, thì ngoài cái lương cứng và lương doanh thu này ra ấy, thì ví dụ như hàng tháng, vị tháng có những tháng làm tốt thì anh ta sẽ được thưởng thêm. Sẽ được thép xếp thưởng phong bì. Phong bì chẳng hạn. Hoặc là gì? Được khách hàng bonus cho. Đúng không? Vì các bạn làm tốt, tư vấn những người khác người ta đạt kết quả tốt ấy thì người ta thường lại quả cho một ít mấy tiền 5 triệu 10 triệu 20 triệu vân vân hoặc là những cái cơ hội mà gì các bạn đầu tư ấy, đầu tư mà nó có những cái lợi nhuận bất ngờ nó không thể ngờ trước được đấy thì người ta gọi là gì gọi là thiên tài còn những cái chính tài này là cái mà gì? tiền chúng ta nó đều đặn nó tăng trưởng một cách nhẹ nhàng còn cái thiên tài và cái lộc này thì nó là hai cái nó đến bất ngờ vậy nên là khi xét về một ai đó có cơ may về cái phần tài chính hay không ấy thì người ta thường căn cứ vào cái gì hai cái này hai cái lộc tồn và và cái thiên tài để người ta xét thì vậy thì thế nào để xác định được cái lộc tồn hay là cái thiên tài thì trong tháng 2 lịch ấy chúng ta biết ấy, là nó là tháng ất mão ất và mão đúng không? thì tháng hai lịch thì những người nào có thiên can ất thì lấy lộc tại mão ví dụ như là đó những người có thiên can ất thì lấy lộc tại mão như chúng ta có gì thiên can ất này thì chúng ta sẽ có tuổi gì ất sửu này ất uh, mão này ất tỵ ất mùi ất dậu đúng không ạ, dậu và ất hợi đó. Như vậy là chúng ta sẽ có gì? Về thiên là về những, những tuổi mà dễ được lọc trong cái tháng trong cái tháng hai âm lịch nhuận ấy thì là những người tuổi sau này. Đầu tiên là những người tuổi mão, à, đầu, đầu tiên là tuổi ất sửu có ngũ hành thuộc kim. Ất mão cũng ngũ hành thuộc thủy. Ất tỵ có ngũ hành thuộc hỏa. Ất mùi cũng có hành được Kim, Ất Dậu là Thủy và Ất Hợi là là Hóa. Đó. Bây giờ chúng ta xét xem là trong những con giáp này thì tuổi nào là dễ gặp được cái vận thiên tài nhất. Bây giờ chúng ta xét xem những cái tuổi nào trong những con giáp này thì dễ được lọc nhất. Thì chúng ta có này tháng Ất Mão đúng không? chúng ta có Ất Mão này, Ất Mão là có được thuộc Thủy, Ất Mão này. là ngũ hành thủy đúng không? Thủy thì thủy sẽ gì? Thủy sẽ sinh cho mộc và thủy thì dưỡng thủy và thủy thì sẽ bị gì? bị thổ khắc. Đấy. Thì chúng ta sẽ chọn cái uh, những cái tuổi nào ấy. Mà thứ nhất là gì? được ngày sinh cho. Thứ hai là gì? Nó có ngũ hành bằng với hòa bằng thì hòa với ngày. Thứ ba là gì? Cái ngũ hành của bản bản mệnh ấy phải khắc được cái, cái 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 tháng này, được lệnh tháng này thì nó mới nó mới tốt đó đó là những cái ngũ hành mà sinh lộc như vậy thì trong cái tháng 2 âm lịch tháng mão tháng nhuận ấy thì chúng ta có này ất này ất xỉu này là kim này đúng không ạ ất mão là thủy này ất tỵ là hỏa này nói chung là chỉ có kim thủy hỏa và không có không có mộc đúng không ạ như vậy là gì nếu mà xét về mối quan hệ tương sinh ngũ hành ấy thì có những người tuổi ất mão 1975 và những người tuổi ất dậu là 1945 hoặc là 2005 đó là hai con giáp mà dễ được cái cơ hội vận may về tài chính, nhận được vận may về tài chính, có thể là có cơ hội trúng số đời đời hoặc là làm ăn thì gặp nhiều cái may mắn. Có được cái tài lộc từ người khác, từ người người ngoài mang lại cho và sẽ trong cái tháng 2 ấy, thì những người này sẽ có những cái cơ hội mà nhận được những khoản tiền nó đến một cách bất ngờ, có thể là được bạn thân biếu tặng, có thể là có cái cơ hội bốc thăm trúng thưởng vân vân, đó. Đó là về cái vận về 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 lọc nhá đây là về lọc thứ hai chúng ta xét đến cái vận thứ hai là vận thiên tài thiên tài đúng không? thì thiên tài là cái gì khác gọi là tài Gọi là thiên tài ấy, thì thiên tài đúng không tháng này là tháng ất mão chúng ta có ất mão này thì có tân này tân gặp ất là là thiên tài gọi là thiên tài bây giờ chúng ta xét những người có thiên can tân thiên can tân thì sẽ bao gồm có gì có tân xỉu này thế là tân nhá tân này có tân xỉu này tân xỉu này tân mão này Đã. tân tỵ này tân dậu này tân mùi này tân dậu này và Tân Hợi Tân Hợi đó, đó là 6 con giáp mà có thiên can là Tân bây giờ chúng ta cùng xét ngũ hành này Tân Sửu ngũ hành thuộc thuộc thổ này Tân Mão ngũ hành thuộc mộc này Tân Tỵ ngũ hành thuộc kim này Tân Mùi ngũ hành thuộc thổ này Tân Dậu là mộc này Tân Hợi là kim đó. Như vậy thì cũng xét về ngũ hành của tháng thì những con giáp mà được gì? Thứ nhất là thủy sinh cho thì là mộc, thủy dưỡng thủy và thủy thổ khắc thủy đúng không ạ? Như vậy những người nào mà có ngũ hành thuộc mộc thì là những con giáp sẽ được may mắn có cơ dễ có cơ hội trúng số. Thì chúng ta thấy trong cái vận thiên tài ấy, thì có tuổi Tân Mão này là ngũ hành thuộc mộc này và Tân Dậu thì là ngũ hành thuộc thuộc mộc. Đó. Thì đây là một trong hai con giáp may mắn nhất trong những người có vận thiên tài này. Thứ hai là gì? chúng ta có có thủy để dưỡng thủy đúng không? thủy dưỡng thủy thì trong những các tuổi tân ấy thì không có tuổi nào là là có ngũ hành thuộc thủy cả. Tiếp theo là ngũ hành thuộc thổ thổ thì chúng ta có tân sửu và và tân hợi thổ thì chúng ta có tân sửu và, và tân mùi thổ tân sửu và tân mùi thì đây là hai cái tuổi mà dễ cũng có cơ hội là nhận được cái cơ may trúng thưởng dễ có nhận được có cơ hội cơ may trúng thưởng khi xếp về cái lá số bất tự ấy thì người ta còn xếp về cái thiên can ẩn tàng cho địa chi. Đó. Thì chúng ta thấy địa chi mão thì nó ẩn tàng là gì? Là thiên can là là ất. Đó. Và tương tự như vậy thì trong tháng 2 này thì chúng ta sẽ có những cái địa chi ẩn tàng bị như là tuổi dậu này. Dậu thì ẩn tàng là địa chi là à, thiên can là tân này. Đó. Và tuất thì cũng có thiên can ẩn tàng là tân, mậu đinh tân này và tuổi xíu thì có thiên can đản tàng là gì kỳ tân quý này. đó. thì như vậy là trong cái ông dậu này này và ông tuất, ông Sửu này thì cũng có những cái thiên can đản tàng riêng. Đó. bây giờ chúng ta sẽ xét từng cái tuổi này một tuổi dậu, tuổi tuất và tuổi Sửu xem có những ông nào là ông may mắn dễ có cơ hội trúng số đúng không? thì đầu tiên là với tuổi tuổi mão thì chúng ta có tuổi ất mão là một à, đầu tiên tuổi dậu chúng ta ất dậu một chín năm là dậu này thứ hai là đinh dậu là 1957 kỷ dậu là 1969 tân dậu là 1981 và quý dậu là 1993 đúng không ạ 1945 ất dậu là thuộc thủy 57 là hỏa 69 kỷ dậu là thổ 81 tân dậu là mộc và cuối cùng quý dậu là kim đó. Thế trong cái tuổi này chúng ta thấy này Xét về ngũ hành tương sinh này Chúng ta xét này Thì những người mà có ngũ hành thuộc mộc Thì sẽ là thuộc dạng may mắn nhất Thứ hai là ngũ hành thuộc thủy Thủy Thứ ba là ngũ hành thuộc thổ Thì ngũ hành thuộc mộc ấy Thì có những người sinh năm 1981 là tuổi tân dậu này Tân dậu là ngũ hành thuộc mộc này Là con giáp may mắn số 1 trong những người tuổi tuổi dậu này Thứ hai là những người thuộc thủy này Thuộc thủy thì là những người sinh năm 1945 là Ất Dậu này hoặc là 2005. Đấy, vào 1969 kỷ Dậu là thuộc thuộc thổ đúng không ạ? Tiếp theo, đây là ba con giáp may mắn trong những người tuổi Dậu 1 2 3. Tiếp theo là chúng ta xét đến những người tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì sẽ có à, 6 tuổi. Tuổi Tuất sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? Giáp Tuất là 1994 này, 94 là giáp Tuất này. Bính Tuất là 1946 là Bính Tuất này. Mậu Tuất là 1958 này. Canh Tuất là 1970 này và nhâm tuất là 1982 đúng không ạ? Giáp tuất ngũ hành thuộc thổ hỏa này. Bính tuất ngũ hành thuộc thổ này. Mậu tuất ngũ hành thuộc mộc này. Canh tuất ngũ hành thuộc kim này và nhâm tuất là ngũ hành thuộc thủy. Thì chúng ta xét về cái xét về mối tương quan ngũ hành của tuổi với lại tháng đúng không ạ? Thì chúng ta thấy này tháng này tháng ất mão thường ngũ hành thuộc thủy. Thủy đã sinh cho mộc, vị trí là những người tuổi 1958 mậu tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. À, những người mà sinh có ngũ hành thuộc thủy tức là những người sinh năm 1982 là nhâm tuất ấy, thì là con giáp may mắn thứ hai và những người mà có thiên can à, những người có ngũ hành là thổ là những người sinh năm 1946 hoặc 2006 là con giáp may mắn thứ ba đó tiếp theo chúng ta xét những người tuổi sửu tuổi sửu thì chúng ta sẽ có 1985 là ất sửu 1985 là ất sửu 1997 là đinh sửu 1949 là kỷ sửu 1961 là Tân Sửu và 1973 là Quý Sửu. Thì 1985 thì cũng có hay là Kim là Ất Sửu này, 97 là Thủy này. 49 là Hỏa này. 61 là Thổ này. Và gì? 1973 là Mộc. Đó. Thì qua cái xét về tương quan với tháng thì ta thấy có Ất Mộc đúng không? À, chúng ta thấy ngũ hành của tháng là thủy, thủy sẽ sinh cho mộc. Vị trí là những người sinh năm 1973 là con giáp may mắn đầu tiên này. Tiếp theo là những người có ngũ hành thuộc thủy là 1997 là đinh sửu 1997. Và thứ ba là gì? 1961 là tuổi là tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đó. Đó là cái những cái con giáp mà dễ có cơ hội trúng số trong cái tháng hai âm lịch tháng tháng Mão nhuận đấy. Thì bây giờ sẽ tổng hợp lại những cái con giáp mà dễ có cơ hội trúng số nhá. Thì đầu tiên chúng ta xét về cái tuổi lọc Tuổi lọc thì chúng ta có gì? Có những người sinh năm sau này, Tuổi lộc thì chúng ta sẽ có những năm là 1975 thôi. 1975. Và gì? 1945. 2005 là lộc đúng không ạ? Còn tuổi thiên tài ấy thì chúng ta có tuổi sau này. Chúng ta có tuổi Tân Mão là 19 1951. Tân Dậu là 1981. Tân Mùi là 1991 và Tân Sửu là 1961. Đó. Thứ hai về ngũ hành thuộc về cái thiên tài ấy mà theo thiên can địa tàng ấy thì chúng ta sẽ có gì? 81 chúng ta có rồi này. 81 này, 1981 này. Đây 1969 này. 1969 này. Và đây là 1945. 945. Tiếp theo là gì? 1946 này. 1958 này 1982 này Đấy. và tiếp theo nữa là gì 1973 1997 và 1961 đúng không ạ như vậy chúng ta thấy có 1961 là nó lặp lại hai lần này 1961 lặp lại hai lần đúng không? và những người sinh năm 1975 ấy và những người sinh năm 1981 ấy, thì cũng được lặp lại hai lần này 19 1945 hoặc là 2005 được làm lại hai lần. Dạ. Như vậy là những tuổi 1945, 1961 hay là 1981 này sẽ là những người sẽ gần như dễ gặp may mắn nhất. Đấy. Trong cái chuyện là trúng số trong cái tháng tháng 2 lịch, Tháng 2 nhuận đấy. Tháng 2 nhuận nhá. Đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có vận may trúng số trong cái tháng tháng 2 lịch tháng hai nhuận năm 2023 năm quý mão cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn